Cái thử thách là ăn cái tô súp cua giống như thế này nè. Trời ơi, 3 kg. Đó, mấy bạn ăn trong vòng 20 phút và phần thưởng 1 triệu đồng từ quán súp cua Tôm Đức Thắng nha. Mà ai ăn trước thì Mập sẽ gửi thêm bạn đó 1 triệu và cái phần thưởng của quán nha. Còn bạn nào ăn sau thì gửi thêm 500.000 thôi. Cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập với lại Yến và Ngân đang ngồi tại quán súp cua Tôm Đức Thắng cả nhà. Số 116 đường Cù Lao, ở đây là phường mấy nè? Phường 2 Phú Nhuận cả nhà. Đó, thì hôm nay là ở đây mấy bạn có một cái thử thách là ăn cái tô súp cua giống như thế này nè. Trời ơi. Đó là tầm khoảng 3 kg. Đó, mấy bạn ăn trong vòng 20 phút. Đó, để nhận một phần thưởng 1 triệu đồng từ quán súp cua Tôm Đức Thắng nha. Thì hai bạn sẽ ăn thử thách trong clip ngày hôm nay luôn cả nhà. Đó, thì cái chương trình ở bên quán diễn ra tới ngày 20 tháng 4. Thì cả nhà nếu mà cả nhà thấy clip á, cả nhà nếu mà có khả năng ăn nhiều á thì cả nhà qua đây thử thách trước ngày 20 tháng 4 cả nhà. Đó, địa chỉ là 116 đường Cù Lao, phường 2 Phú Nhuận. Đó, thì ở đây mấy bạn đang đợi nó nguội thì mấy bạn có múc ra gì không? Được quyền múc ra cả nhà. Đó, rồi mấy bạn múc ra đi. Rồi súp cua đây thấy hấp dẫn lắm nha, có nào là trứng bách hảo nè, ốc heo nè cả nhà. Đó, hành cua, trứng cút, tóc tiên, rồi cua, rồi mấy cua rồi nữa. Ở đây là một tô giống như vậy là gồm 4 phần súp cua full topping 75.000 ở bên quán. Thì cả nhà cũng có thể mua một cái phần nhỏ về mình thưởng thức nha cả nhà. Thì trước đó mà cũng có một cái clip gọi là siêu phẩm ở bên đây là ba được gựa bên team một phút. Nó ăn một cách gọi là chớp nhón luôn cả nhà. Nó vô mập chưa kịp ghi hình nữa là ăn hết trơn rồi. Không mừng thấy chưa à, có mày về rồi bây giờ sẽ nhờ anh Long bấm giờ giùm em ha. Đó, mấy bạn sẽ có 20 phút cả nhà. Nhưng mà khoan, trước khi bấm giờ thì Mập cũng có một phần thưởng riêng cho mấy bạn là nếu mà ai ăn trước thì Mập sẽ gửi thêm bạn đó 1 triệu và cái phần thưởng của quán nha. Còn bạn nào ăn sau thì gửi thêm 500.000 thôi. Đó, tại vì cái clip này là đã có phần thưởng bên quán rồi cả nhà, thì Mập sẽ bớt lại. Đó, thì trong vòng 20 phút nha cả nhà. Đó, thì anh Long bấm giùm em nha. Rồi, ăn đi mấy đứa. Thì cái nhà ơi, Mập cũng có khuyến cáo dành cho cái nhà là nếu mà mình không có ăn nhiều được giống như mấy bạn á, thì ở nhà mình không nên bắt chước với mọi hình thức nha cả nhà, nhất là các em nhỏ nha. Till it's cool, just cool.
into the mouth. Nice. Bưng lên đất đúng không? Nặng. Chừng phát cái lực quen không? Nhiều phút rồi. Phát cái lực quen không? Tại chỗ. Chỉ cần là ý chỉ ý sẽ phát cái lực quen. Không nghĩ bà xạo quá. Nó có 1 phút rồi chị ơi. Nó ngoài giềng á. Yeah. 20 phút. Chưa tới 4 phút luôn á. Ừ. 3 phút 40 à. Cái gì? Mới 3 phút 10 giây à. Ủa trời ơi. 3 phút 5. Nè em coi nha, 20 phút cho em coi nè. Chẳng phá cái lục nha Long.
5 phút. Cái chứng tỏ bé Hân với bé Mai là giả. Không, anh đừng nói vậy, để nói mấy bạn cũng là bạn bè với nhau đó. Chết á, nói vậy là chết em liền chứ. Hai bé em muốn quay clip dài ấy. À. Muốn quay clip dài. Dạ đúng rồi. Em cũng muốn quay clip dài rồi, cái bạn này cứ sao đó. Ý là còn em kiểu là em bù tiền thêm vào nữa thì các bạn ăn nhanh được không? Dạ. Bé Hân thì hay mình làm lại được không? Cho lên ăn khoảng độ 12 phút. Hay mình làm lại cho nó dài dài xíu. Dạ mấy bạn muốn gì quay dài anh, chứ mấy bạn nó ăn em nghĩ ăn 30 giây là hết rồi. Rồi. Đại Long nha, anh Đại Long mấy đứa. Sao cảm nhận sao? Dạ ngon anh, kiểu như nói chung quà luôn, kiểu không vừa không còn phải thêm. Yeah. Nhưng mà có cái sốt á, nó gửi gửi vô trong cái phần thịt cua này bắc thảo á, ăn nó còn ngon nữa, cái nước sốt. Ờ, còn ngon sao em? Dạ ngon anh. Em thấy cái nước sốt nó ngọt ngọt, bỏ thêm chút dầu mè đấy, xinh xắn. Anh cũng chưa thử, xíu anh cũng thử rồi, anh thẩm thử rồi. Em thấy cái vị ngon lắm anh. Rồi, thì bây giờ là nhận thưởng ở bên quán ha. Còn đây là cô Yến. Ừ. Ngon. Rồi, ok. Thì cái nhà ơi, hôm nay quần anh chủ nói chung là 5 phần cũng hết 5 triệu rồi cái nhà. Nhưng mà thật sự thì mấy bạn có thực lực thì mấy bạn mới giành được 5 triệu của anh chủ thì à, nếu mà cái nhà có đi ngang đây hoặc là mình có ở khu vực gần đây hoặc là mình ví dụ như mình có muốn ăn súp cua gì đó, ở đây mình có bán qua app không anh Long? Có trên app Shopee và Grab. À, Shopee Food và Grab cái nhà đó thì cái nhà cũng có thể đặt ở trên đó thì mình đánh súp cua tôm nước thắng luôn đó, nó sẽ ra cái nhà mình cứ đặt nha đó, thì cái nhà cũng có thể ghé tại địa chỉ là 116 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận để thưởng thức những tô súp cua giống như mấy bạn đang ăn cả nhà. À, còn ai muốn thử thách thì cứ tới thử thách nha, đăng ký qua anh chủ trước nha cả nhà. Rồi thì trước khi mà kết thúc clip, mình cũng khuyến cáo mình cho cả nhà là ở nhà mình không ăn nhiều được như mấy bạn á, thì mình không nên bắt chước theo với mọi hình thức cả nhà, nhất là các em nhỏ nha. Rồi bây giờ thì Mập thay mặt Ngân với lại Yến và quán súp cua tôm nước thắng, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem hết clip của Mập Food. Hẹn gặp cả nhà vào những thử thách kế tiếp hấp dẫn hơn nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại nha. Bye bye. Hello cả nhà nha. Thì mấy bạn ăn thử thách xong rồi cả nhà. Nhưng mà thật sự là ăn súp cua nó nhiều thiệt nhưng mà nó không no. Đó, bây giờ là ra quán lề đường ngồi uống uống trà đá nè, uống nước ngoài lề đường nè. Order bánh mì chạng nha cả nhà. Bữa giờ bánh mì này nó cũng làm mưa làm gió ở trên cộng đồng mạng nè. Đó, nói chung là ổ này á, thì bà thấy là nó sẽ nhỉnh hơn mấy cái ổ bánh mì mà nó cũng làm mưa làm gió trên thị trường bây giờ luôn nha. Thì ăn thử coi nó ngon không á, mà nãy giờ ăn thấy là nó dính. Rồi bữa mốt là chắc cũng sẽ có một vài clip về bánh mì chạng này cả nhà. Rồi Yến còn nguyên ổ luôn kìa. Chắc phải hơn nửa ký á. Ổ này á, ổ bình thường là 68.000 một ổ. Còn đây mà có mua thêm một ổ hải sản nữa nha. Ổ hải sản thì thế là 78.000. Không biết ở trong nó có cái gì nữa. Rồi sao nó tới 78.000 ghê vậy. Cái này mập kia người ta cắt đôi ra nè. Ừ, thử ăn thử coi nó ngon không. Bây giờ ăn cái ổ bình thường trước. Bình thường nãy là 68 rồi. Nói chung mà sao tự nhiên Sài Gòn mình nhớ dạo này á, mỗi lần ra bánh mì có một ổ bánh mì mới lại có drama. Nhưng mà mình không quan tâm những cái gì đó mà cái nào ngon thì mình quất thôi. Ngon thì cả nhà. Ngon cái bạc tê rồi, hồi nãy em ăn rồi, em kéo mấy lần ra. Ừ. Nó mỏng mà nó đầy cua luôn. Ừ. Ngon quá.
Em cũng ăn bốn năm mổ gì phải không? Bánh mì qua. Dạ, em ăn nga mổ, bánh mì no. Mẹ giờ, nhưng mà sau khi ăn bánh mì này em thấy bánh mì này, cái này là em nói là thật, là theo em thôi nha. Là theo em là em thấy bánh mì này bự luôn, bánh mì no. Nói chung á, mình không phải là mình làm những thành viên ở trong những cái thương hiệu đó, nên mình có thể mình nhận xét, mình có thể mình chênh lệch giữa hai cái thương hiệu với nhau, mình cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà theo như cái quy luật ở trên thương trường á, thì trong kinh doanh á, thì mình không có chê ở bên nào hết. Nhưng mà ở đây là mình là người ăn, mình là người thưởng thức, mình là thực khách, thì mình có quyền, mình thật sự luôn mình có quyền là mình nói bên nào ngon hơn. Chả ai ép buộc mình là phải nói sao cho nó đồng đều hay là cái gì hết. Thật sự luôn cái nhà mình nói chỗ nào ngon mình nói ngon thôi. Đúng rồi em. Dạ đúng rồi, đúng. Sao ngon em ăn, thấy sao ngon, ngon ăn chắc hơn nửa ổ kìa. Dạ ngon, ổ mà này ngon cũng không ngon thì chưa ăn hả? Trời chắc là tiếc cho em gái tôi rồi, mới muốn ăn thì này luôn. Hả? Yến có ăn mì 13 cho em. Ngon. Em sẽ thử bánh mì Quỳnh Quang thấy cũng đặc biệt. Ăn hết rồi, ăn bánh mì Quỳnh Quang rồi phải không? Có ăn rồi. Có ăn rồi. Theo cảm nhận của em á thì mấy ổ này nó to thì nó dày hơn. Còn cá nhân của anh á thì anh đã từng ăn bánh mì Quỳnh Quang mà ăn từ hồi mà lúc mà 27.000 ổ á, thì anh đi theo quá trình của bánh mì Quỳnh Quang thì anh thấy bánh mì hôm qua thì nó là chân ái trong anh rồi. Nói chung bây giờ nó ra bánh mì, những bánh mì nào ngon, nhưng mà cái sao ta, cái tính của anh á là anh trung thị đó. Nếu mà nó ngon thì anh sẽ ủng hộ, còn dẫn mình là dẫn tín đồ của bánh mì hôm qua đó nha. Chứ không phải nói là bánh mì này nó ngon thì mình sẽ đi qua đây, mình sẽ không ăn cái chỗ kia. Nhưng mà thật sự là cái chỗ kia là hồi xưa giờ mình gắn bó chắc cũng cả chục năm rồi, khi mà mới lên Sài Gòn cơ. 27.000 ổ mà bây giờ cũng 68.000 ổ rồi đó. Đó. Ngại không? Ăn thử thách không mà bây giờ ra ăn bánh mì nữa. Hết hả? Phải. Thánh bánh mì. Review nhẹ thôi, hôm sau mình sẽ có một cái clip cụ thể về nó luôn. Rồi bây giờ là kết thúc nè, kết thúc clip thiệt nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại nha. Bye bye. Này.